Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của những thứ tốt cho phổi. Vitamin nào tốt cho phổi của bạn? Vitamin là hiệu quả hỗ trợ sức khỏe phổi là vitamin E. Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh và chất lượng này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn bị phổi mãn tính. Chuối có tốt cho phổi của bạn không? Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trong số gần 2.200 người lớn mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những người ăn cá, bưởi, chuối và phô mát có xu hướng có chức năng phổi tốt hơn và ít triệu chứng hơn so với những người không ăn những thực phẩm đó. Bài tập tốt nhất cho phổi là gì? Các hoạt động thể dục nhịp điệu như đi bộ, chạy hoặc nhảy dây giúp tim và phổi của bạn hoạt động hiệu quả. Các hoạt động tăng cường cơ bắp như nâng tạ hoặc pull-ups xây dựng sức mạnh cốt lõi, cải thiện tư thế của bạn và săn sóc cơ thể của bạn. Trái cây nào tốt hơn cho phổi? Ecai và việt quất là hai trong số những loại quả có tác dụng phổi khỏe mạnh. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do gây hại tế bào. Bông cải xanh có hàm lượng vitamin C cao. Carotenoid, folate và chất phytochemical chống lại các yếu tố gây hại cho phổi. Tinh bột nghệ có tốt cho phổi không? Nghệ là một loại gia vị thường được sử dụng trong các món cà ri, được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền châu Á. Chất curcumin đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm đường thở, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Curcumin có thể giúp chống lại chất oxy hóa được cho là nguyên nhân gây ra bệnh phổi, đồng thời ngăn chặn chứng viêm ở cấp độ phần tử. Cà phê có tốt cho phổi không? Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng caffeine là một chất làm giãn phế quản, cải thiện chức năng phổi trong 2-4 giờ sau khi uống. Tuy nhiên, nó không hoạt động mạnh hoặc nhanh như thuốc giãn phế quản cấp cứu như albuterol. Điều này sẽ làm cho việc sử dụng caffeine làm điều thuốc trị hen suyễn không an toàn. Trứng có tốt cho phổi không? Protein cần thiết giữ cơ bắp khỏe mạnh, bao gồm cơ ngực và cơ bụng, cần thiết cho việc thở. Protein có thể được tìm thấy trong thịt, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa. Hành tây có tốt cho phổi không? Hành tây chứa nhiều flavonoid, chất chống oxy hóa, giúp chống lại chứng viêm do hen suyễn bằng cách tăng cường các thành mao mặt. Chúng cũng có thể bảo vệ niêm mạc phổi và ống phế quản khỏi bị hư hại do ô nhiễm. Gừng có tốt cho phổi không? Gừng đã được sử dụng trong 2.500 năm trước một loại vẽ chữa bệnh. Có rất nhiều lợi ích của việc ăn gừng, bao gồm cả sức khỏe phổi tốt hơn. Gừng giúp phân hủy chất nhờn, giúp cơ thể tống ra ngoài dễ dàng hơn. Nó cũng giúp cải thiện lưu thông đến phổi và giảm viêm. Tỏi có làm sạch phổi của bạn không? Tỏi có chứa một hợp chất gọi là allicin, hoạt động như một chất kháng sinh mạnh mẽ và giúp khắc phục tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp, làm tắc nghẽn phổi và dẫn đến khó thở và tắc nghẽn. Nó cũng giúp giảm viêm, cải thiện bệnh hen suyễn và giảm nguy cơ ung thư phổi. Dứa có tốt cho phổi không? Chúng có thể giúp giảm đờm, giúp bạn dễ thở hơn. Dứa làm giảm sưng tấy và nước ép dứa được biết là có thể giúp giảm ho. Ngoài ra, dứa chứa các enzyme bromelain có giúp các phổi loại bỏ các mảnh vụn và giải độc một cách tự nhiên. Thực phẩm nào giúp bổ phổi? Táo,
các nhà nghiên cứu đã liên hệ chức năng phổi tốt và việc hấp thụ nhiều vitamin C, D và beta carotene, tất cả đều ở trong táo. Quả óc chó. Quả óc chó là nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời. Quả mọc, bông cải xanh, ớt, gừng, hạt lanh, tỏi. Tôi có thể uống gì để làm sạch phổi? Trà xanh. Trà xanh chứa nhiều chất ốc chống oxy hóa, có thể giúp giảm viêm trong phổi. Những hợp chất này thậm chí có thể bảo vệ mô phổi khỏi tác hại của việc hít phải khói thuốc. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.